Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ 4 bánh ATV nhỏ, cầu phanh đĩa, bánh 145/70-6, bánh này có đường kính 35 nhé. Bộ này thì chịu tải trọng 2 người là vô tư. Đằng trước thì sử dụng càng A không phanh, hệ thống lái ATV. Tất cả các cái bộ đồ này bên em đều đấu sẵn cho khách hàng nhé. Đây như phần điện này bao gồm cả bộ dây điện luôn. Cái này thì đấu lối cơ bản để chạy thôi. Thế còn đèn còi các thứ thì các bạn khách hàng phải tự khắc phục và tự mò theo đầu dây. Bên em không có hỗ trợ phần đấu dây theo đèn đóm ở cái bộ này. Chỉ hỗ trợ đấu lối chạy tiến lùi, ga, đồng hồ báo điện và ổ khóa. Còn lại phần đèn còi thì khách hàng phải làm công tác ngoài riêng. Bộ này tất cả là đều có phanh đĩa đằng sau và có chiều rộng là 85 cm. Nắp bánh lên thì nó gần 1 m. Đấy. Động cơ công suất 500W. Động cơ 500W là vừa đủ dùng rồi. Còn nếu các bạn có thể nâng cấp lên 850W, tuy nhiên thì theo mình là không cần thiết vì 500W nó đã rất khỏe rồi. Phanh dầu và dây dầu dài 2 m. Đủ để có thể kéo dài xe ra tùy ý. Chân phanh dầu. Đây là bộ Meyer càng chữ A này. Đây là củ Meyer chữ A này, bắt 3 ốc này. Đấy, các cái u phụ kiện này đầy đủ này, vô lăng đường kính 30 này, đây là bót lái trên này. Đấy, động cơ là 48V nhé. Đây bánh có đường kính là 35, bản rộng của nó là 14. Đây đường kính là 35 này, thân lốp là 14 này. Đấy. Bộ này thì tốc độ thì nó không nhanh, nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 25, tầm đó, nhưng rất là khỏe. Các bạn có thể sử dụng ép tốc độ với bằng cách là động cơ 48 mình có thể chạy 60V, nói chung là không vấn đề gì cả, không ảnh hưởng. Đấy, tay đảo chiều cũng đấu sẵn hết rồi, đồng hồ báo điện này. Bộ này thì chỉ cần đèn còi thì các khách hàng có thể đấu qua bộ dây. Bộ dây này nó cũng có tích hợp hết chức năng đèn còi. Đấy, tuy nhiên thì nó là các đầu dây, khách hàng về thì cứ mở tung các cái đầu dây ra. Đấy, thì có thể đấu lối thêm các cái bộ công tắc vào đấy được. Đây, tổng thể là bộ này có chiều rộng là 85 này. Nắp bánh thì nó lên khoảng gần 1 m, khoảng 95. Đấy. Tất cả phụ kiện là như trong hình. Bộ này không đi kèm sạc. Sạc thì có thể mua theo tùy loại bình nhé. Giá chưa bao gồm. Mọi chi tiết liên hệ vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Khách hàng có thể trao đổi kỹ thuật thêm trong phần Zalo 0983 818 955.